Chọn này đi em này, đi đi chơi đi. Mày ấy đi. Ừ. Đúng hộp đi. Đúng hộp mà. Cho tôi quay bạn một tí nhé. Ba tí. Ba. Ba. Quá sướng. Nói chuyện không chỉ có bác Giang thôi, hay có gì đấy chị ạ? Có gì? Em phải thay chị hả? Đây em cho chị video của Mr. Thuận. Thế mà lúc mình có video ngon mình đưa cho nó. Có đồ ngon thì giấu đi. Video em chạy ngon em gửi nhóm từ mấy hôm trước rồi. Từ... trên nhóm marketing ấy. Em chị gửi số tài khoản. Số tài khoản. Anh sẽ đưa tiền anh. Anh sẽ đưa tiền.